chào quý vị đã đến với bản tin phòng chống COVID-19 với chủ đề Sống trách nhiệm trước dịch COVID-19 của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường tiếp sức cho tâm dịch Bắc Giang. Ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho công nhân trong khu công nghiệp. Chẩn đoán và xử trí giảm tiểu cầu huyết khối do tiêm vaccine COVID-19, kết nối bác sĩ đầu ngành với các bệnh viện địa phương. Chiều ngày 25 tháng 5, sau khi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 tại khu công nghiệp Bắc Giang, ngay trong đêm, 13 thành viên đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy sẵn sàng chuẩn bị lên đường đến tâm dịch của cả nước để chung tay, tiếp sức cùng các đồng nghiệp ở Bắc Giang, với quyết tâm dập dịch, sớm mang lại không gian bình yên cho cộng đồng. Chiều cùng ngày, Bộ Y tế hỏa tốc kêu gọi các đơn vị y tế trên cả nước dồn lực hỗ trợ Bắc Giang, hưởng ứng lời kêu gọi tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định điều động, hỗ trợ khẩn cấp nhân lực chuyên môn đồng hành cùng ngành y tế chống dịch. Tình hình Bắc Giang thì hiện giờ dịch đang diễn biến rất phức tạp và rất là khó lường. Và Bộ Y tế cũng đã cử một đội trực chiến ở đó và trực tiếp phụ trách và chỉ huy trưởng đó là Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn. Chúng tôi sẵn sàng lên đường khi mà được chỉ đạo. Và đêm nay chúng tôi có một đội bao gồm rất nhiều chuyên khoa, trong đó có các bác sĩ và nhân viên y tế đã từng tham gia ở đợt chống dịch Đà Nẵng, có rất nhiều kinh nghiệm trong thiết lập cái hệ thống sản xuất đặc biệt, trong chạy ECMO, trong điều trị những bệnh nhân COVID rất là nặng, và đặc biệt bên cạnh đó còn có thể giúp để xây dựng một bệnh viện dã chiến trong thời gian ngắn nhất. Và bên cạnh đó, Bệnh viện Chợ Rẫy chúng tôi còn xuất cấp các trang thiết bị y tế theo chỉ đạo Bộ Y tế đến rất nhiều địa phương, trong đó có Bắc Giang. Và chúng tôi xin muốn nhắn nhủ một điều là nhân dân Bắc Giang hết sức bình tĩnh và an tâm là có cả nước, cả ngành y tế và bên trong đó có Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ luôn luôn bên các bạn và Chợ Rẫy sẽ đến với các bạn ngay trong ngày mai. Các anh em đã trong cái tâm thế sẵn sàng khi mà nhận lệnh điều động, thì chắc là trong đêm nay hoặc là trễ lắm là sáng ngày mai, tùy theo phụ thuộc vào cái chuyến bay sẽ ra Hà Nội ngay. Thì lần này là lực lượng tổng cộng khoảng 13 thành viên, thì trong đó gồm có đầy đủ bác sĩ, 6 bác sĩ, 7 cái điều dưỡng của kỹ thuật viên, gồm tất cả các hồi sức này, cấp cứu, các khoa hô hấp, khoa tim mạch, khoa truyền nhiễm và các cận lâm sàng. Làm sao để chúng ta thành lập nhiều cái ekip ra ngoài đó tùy theo từng cái các bệnh viện dã chiến để chia lửa cùng với các anh em ngoài đó. Chúng tôi có nghĩ là cái điều mong muốn nhất là chúng ta chỉ mong sao mà mình có cả cùng chung tay để đẩy lùi cái dịch sớm nhất có thể, để cho cái sự an toàn của các tỉnh ngoài miền Bắc, miền Trung thì miền Nam chúng ta mới an toàn. Đó là một cái mà mọi người rất là muốn làm ngay thời điểm này. Trên tinh thần là mình sẽ phụ trách về mặt chuyên môn cùng với cái các bệnh viện ở ngoài Hà Nội như là Bạch Mai hay là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cùng với các em chia lửa về mặt hồi sức này, về mặt điều trị, phụ trách về mặt chuyên môn và cái chăm sóc điều dưỡng, thì để làm sao mà chúng ta có thể là xử lý nhanh nhất những trường hợp bệnh nặng, làm sao có thể là giúp mà cái những trường hợp mắc COVID sớm hồi phục và hạn chế tối đa các nguy cơ tử vong, đặc biệt là những bệnh nhân hiện nay, những bệnh nhân trẻ, bệnh nhân không có bệnh lý nền. Tuy nhiên biến thể hiện nay là diễn tiến bệnh cũng khá phức tạp, do đó là với kinh nghiệm mà mình đã có sẵn qua các cái đợt chống dịch, về mặt kiến thức, về mặt chuyên môn cũng như về mặt phân luồng tránh lây nhiễm chéo, thì với những cái kinh nghiệm đó thì các anh em cũng hy vọng là cùng chung tay với lực lượng hiện nay đang tại các địa điểm của Bắc Giang, Bắc Ninh để mà cố gắng là điều trị được nhiều bệnh nhân nhất và hạn chế tối đa cái con số tử vong và sớm dập tắt cái dịch.
Được biết, thời gian qua, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy nhiều lần sẵn sàng hỗ trợ, tổ chức tập huấn cho các địa phương trong cả nước để phát triển năng lực phòng chống dịch bệnh của địa phương trên tinh thần 4 tại chỗ. Và đã cử nhiều đội phản ứng nhanh đến các địa phương trong nước như Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh khác như Bà Rịa, Vũng Tàu, Tây Ninh, Gia Lai, Kiên Giang. Và cả xuất ngoại sang Lào để cứu chữa các bệnh nhân nặng cũng như tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, diễn biến dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, khó kiểm soát, nhất là tại các khu công nghiệp, ảnh hưởng đến rất nhiều hoạt động kinh tế xã hội, đặc biệt là tại trung tâm kinh tế lớn của đất nước. Trước tình hình đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp. Chủ trương nhất quán của chính phủ là cần phải khẩn trương thực hiện các giải pháp phù hợp để có đủ vaccine sớm nhất có thể để tiêm phòng cho nhân dân trên diện rộng. Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về việc mua vaccine phòng dịch. Bộ cần đẩy nhanh hơn nữa việc tiếp cận, đàm phán nhanh chóng mua các loại vaccine từ nhiều nguồn khác nhau, bảo đảm cho vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể. Hiện nay, Bắc Giang đã phong tỏa các khu công dân lưu trú, thuê trọ với 1.000 đến 2.000 công nhân ngay tại một khu, cách ly ngay tại chỗ. Bên cạnh đó, giám sát cộng đồng, phát hiện ở hiệu thuốc trường hợp nào ho, sốt, là test, xét nghiệm ngay để kịp thời, khoanh vùng truy vết. Bộ Y tế yêu cầu bộ phận công tác đặc biệt của Bộ đang chỉ đạo chống dịch tại Bắc Giang ngay lập tức đóng băng tất cả các khu nhà ở của công nhân, đảm bảo cách ly nghiêm ngặt, nhất là các khu nhà cao tầng nơi có đông công nhân sinh sống. Áp dụng thiết chế về cách ly tập trung tại các khu vực này, coi như là nơi cách ly tập trung. Tuyệt đối không cho người ở ra khỏi nhà, phòng ở và tiến hành xét nghiệm định kỳ, liên tục để làm sạch những khu vực có công nhân lưu trú. Thưa quý vị, nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho người bệnh và tạo điều kiện cho các y bác sĩ tại các bệnh viện tuyến dưới có thể học hỏi và nâng cao chuyên môn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã triển khai chương trình Khám chữa bệnh từ xa Telehealth. Vừa qua, Telehealth đã tổ chức hội nghị trực tuyến với báo cáo chẩn đoán và xử trí giảm tiểu cầu thuyết khối sau tiêm vaccine COVID-19. Đây là chuyên đề rất được quan tâm trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Các chuyên gia đầu ngành, các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm báo cáo để cùng trao đổi, thảo luận với các cán bộ y tế tuyến dưới giúp nâng cao hiệu quả của phương pháp học đi đôi với hành, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường. Đồng thời tiến hành hội chẩn phân tích hình ảnh trực tuyến và đưa ra các phác đồ điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân. Nhờ đó, các bệnh nhân được điều trị tốt nhất ngay tại chỗ, hạn chế việc chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Về chẩn đoán và xử trí giảm tiểu cầu huyết khối do tiêm vaccine COVID-19, Bộ Y tế khẳng định giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch sau tiêm vaccine là biến cố nặng hiếm xảy ra, gặp nhiều hơn ở phụ nữ dưới 60 tuổi. Triệu chứng lâm sàng của hiện tượng đông máu sau tiêm vaccine thường xuất hiện từ 4 đến 28 ngày sau tiêm. Tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, thành phố cần làm các xét nghiệm theo yêu cầu, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý có thể gặp theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế. Nếu vượt quá khả năng chẩn đoán và điều trị cần hỏi ý kiến chuyên gia hoặc chuyển tuyến theo quy định. Đặc biệt với hệ thống khám chữa bệnh từ xa, Telehealth đã được Bộ Y tế triển khai tới 1.500 điểm tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó có cả tuyến huyện, các chuyên gia đầu ngành có thể hướng dẫn tuyến dưới xử lý nhanh chóng và hiệu quả hiện tượng này. Các điểm tiêm chủng ở y tế cơ sở sẽ luôn được hỗ trợ kịp thời về chuyên môn trong xử trí các phản ứng nặng sau tiêm chủng. Kính thưa quý vị vừa xem xong bản tin phòng chống COVID-19 với chủ đề Sống trách nhiệm trước dịch COVID-19 của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam, được phát tại địa chỉ www.tvphapluat.vn, cũng như là trên trang fanpage và YouTube của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị vui lòng liên hệ số điện thoại chuyên mục 0909194000 hoặc gửi về địa chỉ email info.truyenhinhphapluat@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp trụ sở truyền hình pháp luật 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin lần sau. Gia đình dạy anh biết nuôi dưỡng ước mơ, người thầy chắp cánh cho đam mê học hỏi. Paris, nơi anh được rèn luyện tri thức và chuyên môn. Sài Gòn, nơi anh vất vả với những ca trực ngày đêm, người tin tưởng cho anh cơ hội mới. Nếu không có tất cả những điều đó,
tôi đã không có ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ.